trân trọng gửi tới quý vị độc giả lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 18 và rạng sáng ngày 11 tháng 8 được cập nhật mới nhất. Chính xác nhất từ các giải đấu. Lịch thi đấu Europa Conference League Playoff. 23 giờ 0 phút ngày 10 tháng 8, Vitoria Zegimaret và Haduk Lịch thi đấu Carabao Cup vòng 1. 1 giờ 45 phút ngày 11 tháng 8, Blackburn Rover và Hartlepool United. 1 giờ 45 phút ngày 11 tháng 8, Sheffield Wednesday và Sunderland. 1 giờ 45 phút ngày 11 tháng 8, Limao Ajin và Peterborough United. 1 giờ 45 phút ngày 11 tháng 8, Portville và Rotterdam United. 1 giờ 45 phút ngày 11 tháng 8, Coventry City và Bristol City. 1 giờ 45 phút ngày 11 tháng 8, Middlesbrough và Barnsley lịch thi đấu ca 1 một vòng 24. 17 giờ 0 phút ngày 10 tháng 8, Suwon Fan Club và The Eon Booker Fan Club. 17 giờ 30 phút ngày 10 tháng 8, Gangwon Fan Club và Daegu Fan Club. Lịch thi đấu vô địch quốc gia Ai Cập vòng 30. 23 giờ 30 phút ngày 10 tháng 8, An Mokalon An Á Rập và El Guna. 23 giờ 30 phút ngày 10 tháng 8, smallha FC và Future Fan Club. 2 giờ 0 phút ngày 11 tháng 8, An Ali và An Matri. Lịch thi đấu cúp quốc gia Na Uy vòng 3. 23 giờ 0 phút ngày 10 tháng 8, Dơ và Úc Bang Club. Lịch thi đấu Malaysia Super League vòng 15. 20 giờ 0 phút ngày 10 tháng 8, Terengganu và Johor Darul Tajim Fan Club. 20 giờ 0 phút ngày 10 tháng 8, Kedah và Selangor. Lịch thi đấu vô địch quốc gia Uzbekistan vòng 15. 21 giờ 0 phút ngày 10 tháng 8, AJMK và Lokomotiv Tashkent 22 giờ 0 phút ngày 10 tháng 8, Binoi Tashkent và Kijilum Yarrakson. Lịch thi đấu hạng nhất Trung Quốc vòng 14. 15 giờ 0 phút ngày 10 tháng 8, Cung Sang Fan Club và Senian Urban Fan Club. 15 giờ 0 phút ngày 10 tháng 8, Nan Tân Jiung Fan Club và Xinjiang Tian Sang. 15 giờ 0 phút ngày 10 tháng 8, Sasansi Changan và Kinda ai Island. Lịch thi đấu vô địch quốc gia Qatar vòng 2. 21 giờ 30 phút ngày 10 tháng 8, Angarafa và Anwatra. 23 giờ 40 phút ngày 10 tháng 8, Ansalia và Ansaman. Lịch thi đấu hạng nhất Armenia vòng 2. 20 giờ 0 phút ngày 10 tháng 8, Arak Armenia 2 và Fan Club Alaska 2. 20 giờ 0 phút ngày 10 tháng 8, Fan Club BKMA và Gác 2 và Oratu Fan Club 2. 20 giờ 0 phút ngày 10 tháng 8, Fan Club Mika và Letnea 2 20 giờ 0 phút ngày 10 tháng 8, Ganjasa và Pinic 2. 20 giờ 0 phút ngày 10 tháng 8, Ganjasa và Sirac 2. 20 giờ 0 phút ngày 10 tháng 8, West Armenia và Arak Yerevan 2. Lịch thi đấu cúp quốc gia Z. 22 giờ 0 phút ngày 10 tháng 8, Fan Club Victory Prerov và SK Procejo. Lịch thi đấu hạng nhất Ba Lan vòng 5. 23 giờ 0 phút ngày 10 tháng 8, Jalebi Sonovic và ZKF TG71. 23 giờ 0 phút ngày 10 tháng 8, Resovia và Akka Guinea. 23 giờ 0 phút ngày 10 tháng 8, Kopekip Biencobia và SK ERA Kiesocha. 1 giờ 30 phút ngày 11 tháng 8, LKS Lop và Puska Nipolomik lịch thi đấu vô địch quốc gia Nam Phi vòng 2. 0 giờ 30 phút ngày 11 tháng 8, Chippa United và Royal AM. 0 giờ 30 phút ngày 11 tháng 8, Mamelody Sundan Fan Club và Tiến sĩ Galaxy. 0 giờ 30 phút ngày 11 tháng 8, Seku United và Lamontin Golden Arrow. 0 giờ 30 phút ngày 11 tháng 8, Stellenbosch Fan Club và Orlando Pirates. Lịch thi đấu hạng nhất Brazil vòng 23. 5 giờ 0 phút ngày 11 tháng 8, Nautico và CRB. 5 giờ 0 phút ngày 11 tháng 8, Chapecon AF và Novogino. 7 giờ 30 phút ngày 11 tháng 8, Criciúma và Garani. Lịch thi đấu cúp quốc gia Argentina vòng 1 phần 8. 7 giờ 10 phút ngày 11 tháng 8, Agropecia và Boca Juniors. Lịch thi đấu vô địch quốc gia Thụy Sĩ vòng 1. 0 giờ 0 phút ngày 11 tháng 8, Luzern và Krasov. Lịch thi đấu hạng nhất Iceland vòng 16. 0 giờ 0 phút ngày 11 tháng 8, UMF Sheffield và Thor Akuri. 2 giờ 15 phút ngày 11 tháng 8, HK Copavod và Trotter Vogum. Lịch thi đấu cúp quốc gia Iceland. 1 giờ 0 phút ngày 11 tháng 8, Thai Kỳ, Ka Akuri và Aji Lịch thi đấu vô địch quốc gia Bosnia vòng 1. 1 giờ 0 phút ngày 11 tháng 8, FK Sarajevo và FK Tula City. Chúc các bạn xem vui vẻ.